Chào các bạn nhé. Hôm nay đây em ở trên chỗ em bây giờ nó đang là cái mùa chám, chám đen này nhé, quả chám đen này. Nên hôm nay em mua về em đã làm sẵn rồi, cắt ra hết rồi. Và em làm một món chám nhồi với thịt này, thịt băm này nhá. Xong mình đem mình hấp. Đây, lát nữa mình sẽ hấp với lá chuối. Bây giờ em sẽ đi tiến hành ướp thịt nhá. Đây thịt đây rồi, ướp xong rồi mình sẽ cho vào trong quả chám này nhá. Cho trong quả chám này, rồi mình sẽ đem đi hấp. Đây nhá, bây giờ em sẽ đi tiến hành ướp cái thịt này nhá. Chút dầu hào, nước mắm, bây giờ em sẽ lấy đôi muỗng dằm đều ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho vào trong cái quả chám nhé, sau mình đem nước. Thế nhá, cái đĩa chám của em nhồi xong rồi nhá. Đây này, nhìn khá là hấp dẫn đấy. Được một đĩa rồi, bây giờ em sẽ đi tiến hành bước tiếp theo là sẽ cho vào hấp. Nhá, bây giờ em sẽ cho cái đĩa vào đây, em sẽ
cuốn cái lá chuối vào cái đĩa này nhé, sau này sẽ cho lên nồi hấp. Đây, sau đây và rồi nhé, sẽ đĩa mình sẽ làm chút này. Đấy, cuốn vào. Đấy. Này nhá, cái này thì em sẽ cho vào trong cái nồi cơm điện. Đây, hấp hấp với lá chuối nhá. Rồi, ok. Rồi nhá. Đây nãy em bảo là đi hấp vào cái nồi cơm điện nhưng mà nồi cơm điện của em nó bé quá. Thì bây giờ phải chuyển sang hấp vào cái nồi này, xong rồi đem lên bếp ga đun thôi. Nồi cơm điện kia bé quá. Nên bây giờ em sẽ đem lên bếp ga. Đem đi đổ nước và đem lên bếp ga đun nhé. À, đổ nước đi. Đây. Đem bếp ga. Hấp này đã chín rồi nhé. Em sẽ tắt, đem ra ngoài. Đấy, nhìn cũng khá là hấp dẫn đấy. Xem. Bê ra ngoài. Thế rồi, em đã bê nó ra ngoài đấy rồi. À, bây giờ em sẽ bỏ nó ra nhá. À, khá là nóng đấy. Kiếm cái gì cầm bê nó ra thôi. Wow. Đã bê ra được rồi chắc. À, bây giờ sẽ mở ra nhá. Đây. Ê. Hấp dẫn chưa? Cái mùi chám ấy, ngửi nó rất là thơm. Thơm cái mùi của quả chám lắm. Thế này. Cho một chút rau đấy thì ăn cho nó rán. Rau này em hái ở trên mẫu sơn đấy nhá. Dần chưa? Đây nhá, bây giờ em sẽ ăn thử nhá, ăn thử một cái quả chám này thôi, một cái quả chám hấp với thịt băm nhá. Mùi rất là thơm, cái chám rất là mềm, ăn cái thịt bên trong em ướp nó vừa phải, hai cái ăn hợp quyện với nhau. Cái này món này ăn cơm rất là ngon luôn. Có chua chua của vị chám và cái thịt nó có vị ngọt. Đây thì bị quay.